Nhớ Hàn Mạc Tử Buổi sáng mùa thu ngày 20 tháng 9 năm 1940 Ánh bình minh đan sen kẽ lá dừa sưởi ấm cho quy hòa Nơi nhà thương nam có những bệnh nhân già yếu Đang run run vì gió lạnh ngoài biển thổi vào Mẹ chết ta, người Pháp, phụ trách nhà thương nam Đẩy chiếc xe đi băng bó các vết thương của từng bệnh nhân với đôi tay lau rửa nhẹ nhàng, băng bó gọn gàng, sạch sẽ, cùng nụ cười tươi vui, lời thăm hỏi thân ái thương mến. Bỗng có tiếng thắng xe ô tô trước nhà thương nam, làm bệnh nhân người nhìn ra cửa sổ, kẻ lẹ chân chạy ra gần chiếc xe. Anh em còn trong nhà thì bàn tán, chà, ai vô đây, già hay trẻ, bệnh nặng hay nhẹ. Còn mẹ chết ta, Lệ làng chạy ra cửa tiếp hồ sơ nơi tay bác y tá đứng tuổi với nụ cười và lời cảm ơn. Ngoài sân, bác tài xế già cũng đã mở cửa, nhưng người bệnh đó như bị tê hai chân nên gắng gượng lắm mới đứng lên được. Đầu gối run run, bước từng bước một, tay bám vào hông lòng xe cho khỏi ngã, "Mẹ chốt ta, mau đưa tay cho mẹ đỡ con xuống." Người bệnh đó chưa kịp lần ra tới thì mẹ đã bước đến sốc lên và để xuống rất nhẹ nhàng. Rồi vừa dìu người bệnh đi lần lên tam cấp, mẹ vừa ngoái cổ nói lại với bác y tá và bác tài xế. Xin cảm ơn các ông. Và qua lời, chào mẹ, chào bà con, họ lên xe trực chỉ về Quy Nhơn. Theo bàn tay dìu đỡ của mẹ trước ta, người bệnh cố đi như lết, đầu nhìn xuống đất, trước bao nhiêu cặp mắt dán theo tò mò về cái hình hài gầy gò nhỏ thó đó là ai ở đâu đến giường số 3 mẹ dừng lại nhìn hồ sơ và nhẹ nhàng nói trí đây là chỗ của con tôi nguyễn văn xê ôm hành lý gói bằng giấy báo cũ của trí mà lúc nãy bác tài xế chỉ cho tôi lấy ở trên xe để lên đầu chiếc tủ con tableau de nuit rồi tiếp tay với anh lao công trải chiếu chăn cho Chí. Làm xong, tôi nói với Chí khi đó đang đứng vịn vào giường run run. Anh Chí lên giường nằm cho khỏe. Chí gật nhẹ đầu, rút đôi chân sưng đen ra khỏi đôi ba ta trắng cũ rích đã ngả sang màu vàng xám. Có mùi hôi thối đã bị đạp nhẹ ở cuối gót để thành dép lê dễ sỏ chân mẹ chết ta khi đó đã lẹ làng bưng đến một tách lớn đầy sữa nóng và múc từng muỗng cho trí uống trí e ngại nên nói xin mẹ cứ để con bưng uống được thì mẹ lắc đầu nói không được để mẹ đút con uống vì sữa nóng sẽ làm con phòng tay rồi sung sướng mỉm cười thấy trí cố gắng uống cạn ly sữa mẹ nói con nằm nghỉ chút nữa ăn cơm và trí lễ phép con cảm ơn mẹ. Khi mẹ chết ta, quay về phòng thuốc, mọi người quan sát thấy trí mặc đồ bà ba trắng ngả màu vàng. Ngoài khoác chiếc áo vest tông màu xám trắng, bị bụi đường bám sơ bẩn, mà cổ thì cuốn chiếc khăn lông trắng dính bụi cát. Tuy là trí trang phục rườm rả như thế, nhưng vẫn không sao che nổi tấm thân gầy còm ốm yếu. Chí đã để nguyên com lê, nằm lên giường, lim dim mắt như gợi nhớ về dĩ vãng. Đến 11 giờ, tiếng trống báo hiệu giờ cơm trưa, tôi đến bên giường Chí nói, anh Chí ra dùng cơm trưa. Chí mệt nhọc gượng ngồi dậy nói, cảm ơn anh, tôi sẽ ra. Rồi khập khiễng lê từng bước ra bàn ăn và cố gắng ăn nửa chén cơm chan canh rau. Tôi đã đặc biệt thấy ngay là Chí không động đến cá biển, tuy hôm ấy cá rất tươi ngon. Mẹ trước ta thấy Chí ăn ít quá, nên đến ép Chí cố gắng ăn thêm, nhưng Chí vẫn một mực chối từ. "Thưa mẹ, cám ơn mẹ, con đã no lắm rồi." Sau bữa ăn, tôi đem đến cho Chí một chén trà nguội để uống và đưa Chí về giường rồi mới về nhà làng. 15 giờ chiều hôm ấy, tôi trở lại thăm và trò chuyện với Chí để tìm hiểu. Tôi là C, người Huế, vào trại đã 2 năm, hiện đang giúp việc cho các mẹ Trí cười nhẹ. Tôi là Trí, Nguyễn Trọng Trí. Chắc anh C nghe giọng nói cũng biết tôi là người cũng ở gần Huế. Tôi cười vui. Vậy thì anh Quảng Bình hay Quảng Trị phải không? Trí gật đầu cùng với tiếng cười. Tôi lại nói. Tôi còn nhỏ lắm, mới 21 tuổi thôi. Xin anh Trí hãy gọi bằng em cho thân mật. Trí lắc đầu nhẹ. Anh C đừng quan tâm chuyện tuổi tác. Tôi cũng còn nhỏ mà tôi lại tò mò vậy anh chí năm nay bao nhiêu tuổi chí nói nhỏ vừa đủ nghe hai mươi tám tôi cười vui nói vậy là anh làm anh đúng rồi chí không chấp hay phủ nhận mà lại hỏi tôi nhà anh xê ở mô tôi trả lời ngay ở bên lào thuộc tỉnh savanakhet lận còn anh chí có vẻ hơi xúc động trong giọng nói nhà tôi ở ngay quy nhơn nghe vậy nên tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên hỏi liền ở ngay quy nhơn mà sao anh không vào đây chữa trị sau câu hỏi này của tôi thì trí lộ ngay vẻ xúc động với đôi mắt long lanh buồn thảm tôi nghĩ mình không bao giờ mang bệnh này anh xê à tôi bụt miệng nói ngay uổng quá nhưng thấy mình lỡ lời nên vội vàng nói thêm nhưng cũng không muộn màng gì đâu anh trí anh yên tâm chữa trị vài tuần thì sẽ thấy khỏi ngay trí lúc này thật buồn nói như bị nấc cục tôi tuyệt vọng rồi hy vọng hy vọng rồi tuyệt vọng đã mấy năm nay rồi thấy tình trạng thế nên tôi an ủi bây giờ anh phải hy vọng vì chữa thầy đã đúng chỗ rồi trí cũng rầu nói với vẻ mặt không tin tưởng khắp các tiệm thuốc bắc và các ông bà thầy thuốc nam ở bình định tôi đến chữa không sót một người mà càng ngày thân thể càng ra thế này thấy câu chuyện không ngờ làm Chí buồn, nên tôi nói vài lời ăn ủi Chí, rồi tạm biệt đi về cho Chí được thành thơi nghỉ ngơi bớt xúc cảm. Thấm thoát thời gian trôi mau, Chí vào Quy Hòa đã được ba tuần lễ. Nhờ sự chăm sóc chu đáo, tận tụy của các nữ tu dòng thánh Phanxoa d'Assis, tức là Francisco khó khăn, mà đặc biệt là mẹ chớt ta, phụ trách nhà thương Nam, là người lo lắng cho trí nhất nên bận tình của trí thuyên giảm rõ rệt từ tuần lễ thứ tư sinh hoạt của trí đều đều như kinh nhật tụng là năm giờ sáng dậy đi nhà thờ đọc kinh và rất sốt sắng chầu lễ rước lễ bảy giờ cùng anh em bệnh nhân ăn điểm tâm cháo trắng với đường tán đen tám giờ sáng băng bó uống thuốc hoặc chuyện trò với anh em đồng bệnh hay với tôi 11 giờ ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi, 14 giờ 30 đi nhà thờ đọc kinh lần hạt, đến 17 giờ ăn cơm chiều. Sau khi ăn cơm chiều xong, Trí thường ngồi ngắm trời biển và tán chuyện với anh em nhà thương Nam hay thỉnh thoảng đi bách bộ các con đường đầy hoa của bệnh viện và cũng đôi khi đi xuống nhà tôi và nhà anh Trung chơi đến 19 giờ rồi về đọc kinh lần hạt đến 20 giờ mới nằm nghỉ theo quy luật của nhà thương Nam. Có một bữa trưa, tôi đến rủ Trí đi nhà thờ đọc kinh lúc 14 giờ, thì qua cửa nhà thương, Trí níu tay tôi nói nhỏ. Anh dừng lại cho tôi nói chút. Tôi dừng lại và không giấu nổi ngạc nhiên. Có gì lạ không anh Trí? Trí vừa trúng chím cười nói. Ai cũng có đau khổ, tức là có cái để cứu chuộc mình. Nghe xong, tôi cười vang. Thôi anh ơi, đừng trông cậy thái quá. Rồi tôi và Chí vừa cười vừa đi đến cửa nhà thờ mới thôi. Chí và tôi thường nói chuyện với nhau và có lần Chí thổ lộ tâm tư đôi chút. Tôi đến quy hòa này là nơi có bãi biển, rừng dừa xanh, núi non hùng vĩ, củ lao xanh huyền ảo, đặc biệt là tình người, nên tôi được hưởng cái bình an của nội tâm, cái thanh tao của nguồn vui tưởng như đã chết trong tôi khi ở thôn tấn đầy đau khổ nghèo túng, cô đơn, không một ai đến an ủi, săn sóc dù là người thân quyến. Theo lệ thường thì cha tuyên úy vào nhà thương để ban phép cáo giải cho anh em thiên chúa giáo liệt lão. Chí là người rất sùng kính Đức Mẹ Maria nên lúc nào cũng cầu xin Đức Mẹ và thứ bảy nào cũng xưng tội. Sang tuần thứ năm, Chí được mẹ ta chích thuốc trị bệnh thời đó do bác sĩ Gov Villa giám đốc bệnh viện Quy Nhơn bào chế với tên Huiler de Somoga để chích vẹn gân mỗi lần 1 phần 2 cc cộng với thuốc trị công phạt ác tính là Essence TB Rinti. Nhờ đó, bệnh trí có vẻ khả quan nên thường thấy trí bách bộ lui tới ở hành lang nhà thương nam hoặc ở vườn hoa ngồi suy tư trên ghế đá với tập giấy kẹp ở nách cầm cây bút chì nhỏ mòn củn. Sau này tôi mới biết đó là thời gian Trí sáng tác bài văn sau cùng bằng tiếng Pháp. Trí sinh hoạt bình thường như tôi kể ở trên cho đến buổi trưa ngày 30 tháng 10 năm 1940. Sau khi đi đọc kinh lần hạt ở nhà thờ về thì Trí đột nhiên hỏi tôi. Anh C có đi kiệu Đức Mẹ La Vang lần nào chưa? Tôi trả lời Trí ngay. Hồi ở bên Lào vừa sang tôi có dịp đến Kính Viếng rồi anh Trí ạ. À trí vẻ mặt buồn buồn nói từ ngày có bệnh thì tôi ao ước được có một lần kính viếng đức mẹ la vang mà thở dài lắc đầu thấy trí thế tôi an ủi trước sau gì anh cũng có dịp mà trí cũng nói nhỏ rầu rầu lúc này tôi lại vô cùng ao ước quỳ dưới chân đức mẹ la vang để xin người tha thứ tôi tôi cười nói nửa đùa nửa thật anh lúc nào cũng nghĩ mình có tội hết sao Trí không trả lời tôi, chỉ gật đầu nhẹ nhẹ. Cả buổi trưa cho đến tối ngày hôm đó, 30 tháng 10 năm 1940, tôi bận việc nên sáng hôm sau mới hay Trí đi kiết bị kiệt sức nên không thể đi nhà thờ. Khi tôi đến thăm Trí thì thấy anh phờ phạc, xanh sao nhiều lắm nên tôi đề nghị mẹ chớt ta cho anh vào trong phòng liệt nằm cho tiện. Ở đây tôi xin nói rõ là Chí có nói với tôi là từ khi mắc bệnh cũng như khi vào quy hòa, ngày ngày Chí ăn thịt heo nạc, kho tiêu với cơm hoặc cháo. Tôi để ý điều này đúng y như vậy, vì cứ mỗi tuần là có anh Hành là người nhà mang từ quy nhơn vào, thịt heo kho tiêu, thứ thịt heo nạc không mỡ được ram mặn, đựng trong chiếc gà mèn nhôm. Suốt hơn một tuần lễ từ ngày 30 tháng 10 năm 1940 đến ngày 7 tháng 11 năm 1940, bệnh tiết lị của trí vẫn không thuyên giảm mà có phần nặng thêm nên trông trí người khô đét gầy guộc xanh xao đến thảm não đêm ngày tám tháng 11 một năm một chín trăm bốn mươi phiên ca trực của tôi lúc hai giờ thì trí đột nhiên ngồi dậy lấy từ trong áo gối ra hai tập bơ đánh máy chưa bỏ dấu đóng rất đẹp rồi hỏi tôi anh c đã có tình yêu chưa Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời Từ nhỏ tới giờ tôi chỉ có một tình yêu duy nhất là với thiên chúa mà thôi Chí gật đầu rồi lấy cây bút chì cùn trong túi áo tông ra Ghi thành hàng chữ như sau Thơ cầu nguyện để tặng anh C. François Chí Rồi anh ghi tiếp tập thơ đời để tặng anh Phạm Văn Trung Và rồi đưa tôi cả hai tập nói Thơ cầu nguyện là tặng anh còn thơ đời là tặng anh Trung Nhờ anh đưa giúp Để hôm nào mạnh Tôi sẽ bỏ dấu cho hai anh dễ đọc Thú thật Lúc ấy không hiểu sao Tôi không thể nói một lời Dù là một lời cảm ơn thông thường nhất Đêm ấy Chí đi tiêu rất nhiều lần Mỗi lần đi có một chút đờm Và vài giọt máu Nên tôi thấy Chí mệt lã Đến đi không nổi Tôi phải dìu đi tiểu tiện Rồi về giường nằm đêm càng về khuya thì sức tôi cũng mệt nên tôi đã ngủ quên chắn cả lối đi không ngờ trong lúc ấy trí tuột xuống giường đi không nổi nên đã lấy gà mèn thịt kho ăn hết rồi ngồi lên đó đi tiêu không biết trí ngồi trên ấy bao lâu nhưng khi tôi giật mình thức giấc thì thấy trí ngồi trong xó tối sau chiếc tủ con ôm bụng nhăn nhó nói anh xê ơi đỡ tôi với Tôi đến đỡ Chí lên giường nằm rồi mới nói Sao anh không thức tôi dậy? Chí trả lời vô cùng mệt nhọc Tôi thấy anh cũng mệt nên để anh ngủ một chút Không rõ vì sao tự nhiên tôi nghe Chí nói thế Tôi hơi bực dọc nên sẵn giọng Không có tôi thấy đỡ anh dậy thì anh ngồi mãi trên gà mèn sao? Chí trả lời mệt đứt quãng Thôi để lần sau tôi kêu anh dậy Nghe vậy tôi dịu dòng lo lắng anh có thấy nóng ở hậu môn lắm không không nóng mà có sao không anh xê tôi giải thích anh bị nước mắm và tiêu còn dính ở gà mèn sẽ làm anh lở loét ở hậu môn chứ sao tôi nói rồi đem gà mèn đi đổ rửa trong khi trí nằm im như ra vẻ ngủ say tôi vừa rửa gà mèn vừa suy nghĩ lại hình ảnh trí và những lời nói hơi nặng của mình tự nhiên tôi thấy lòng nhói đau hối hận vì đã cằn nhằn với trí trong lúc anh đau đớn tột cùng. Sáng ngày 9 tháng 11 năm 1940, sau khi khám bệnh, mẹ chất ta bưng chén thuốc cho trí uống xong nói Chiều nay có xe đi mời cha tuyên úy vào sức dầu cho con. Trí gật đầu và nói tiếng dạ rất nhỏ. Tôi đến gần và hỏi nhỏ vào tai Trí trong người anh có thấy mệt nhiều không chí nói rất nhỏ khi đi tiêu là tôi mệt nhiều thôi tôi lại hỏi anh anh có cần cha đến lập tức không tôi ái ngại nhưng cũng thành thật nói anh nên lo dọn mình đi tôi sẽ đi mời cha rồi vào buổi chiều tôi vâng lệnh mẹ chớt ta đi mời cha thưa cha mẹ chất ta sai con đến mời cha đến sức giàu cho anh chí cha điềm đạm nói con hãy về nói với Trí dọn mình kỹ càng rồi cha sẽ đến. Tôi đến nhà thương nam thì thấy anh lao công đã lau sạch sẽ phòng liệt. Chiếc bàn nhỏ đã trải khăn trắng. Đôi nến trắng đã để hai bên với chính giữa có thánh giá chúa, chuộc tội và một ve nước thánh. Hồi một giờ ba mươi chiều, khi cha vào đến bên rừng liệt Trí nằm thì Trí gượng ngồi dậy cúi chào cha. Cha nói, con yếu lắm, con cứ ngồi trên giường mà xưng tội Chí vừa xuống giường Quỳ xuống đất và nói Xin cha tha lỗi Cho phép con quỳ xuống đất để xưng tội Tôi nhìn Chí Với tấm thân ốm yếu Cử chỉ khiêm tốn Gương mặt hiền hòa Nay mai sẽ không còn nữa Mà tôi xe thắt lòng Giây phút ấy Chí được sức giàu là lần cuối cùng Tôi tin tưởng Chí đã chiến thắng Được tội lỗi ở trong Chí và đêm ngày 9 tháng 11 năm 1940, Trí vẫn đi tiêu rất nhiều nữa nên người Trí non phờ phạc mệt lả. Sáng ngày 10 tháng 11 năm 1940, lúc 6 giờ 45, cha cho Trí được chịu phép sức dầu và rước lễ lần cuối. Nguyên ngày hôm ấy, Trí vẫn đi tiêu nhưng tôi thấy tinh thần Trí tươi tỉnh khi nói chuyện với tôi. Tôi hỏi Trí có cần gì thì thành thật bảo tôi. Chí đọc cho tôi hai địa chỉ cần báo tin khi Chí đã chết. 1. Trần Thanh Mại, Chơ Sóc, Huế 2. Quách Tấn, Resident, Nha Trang Tôi hỏi Chí có cho gia đình biết tin không? Thì Chí nói Rồi em hành sẽ vào và dĩ nhiên mẹ và gia đình tôi tất biết. Đêm nay tôi trực và hai mẹ, trước ta và sơ Ulener có đến thăm Chí ba lần và lần thứ ba khoảng 3 giờ thì sơ chốt lên cho biết từ giờ đến sáng trí sẽ chết thời gian của đêm nay dường như trùng xuống đối với tôi tôi nhìn trí ngoài những lúc đau bụng đi tiêu còn lại khi quỳ xuống cũng như ngồi hoặc nằm trí đều đọc kinh lần chuỗi đến năm giờ bốn phút sáng ngày mười một tháng mười một năm một nghìn chín trăm bốn mươi thì trí nhẹ nhàng tắt thở trước đó hồi 5 giờ sáng vì thấy trí thở quá nhẹ nên tôi đã lấy bông gòn để ở lỗ mũi cho đến khi tắt thở là đúng 45 phút sau. Sau khi báo tin cho các mẹ, tôi và các anh em cùng giúp thay quần áo cho trí để nằm ngay ngắn, hai tay chấp lại trên ngực cầm chuỗi mân côi hột gỗ đen. Tôi lấy tấm ra trắng đắp lên cho trí từ ngực xuống và lấy hoa anh đào kết thành hình thánh giá từ đầu đến chân xong xuôi đâu đó thì anh em bệnh nhân hay tin đến đọc kinh cầu nguyện khi đó tôi rảnh rỗi thu gom tài sản của trí gồm một bộ bà ba trắng cũ một vest tông cũ một ba ta sắp hư một gối con tai bèo một cuốn sách dày hai trăm tác giả roser và một bài văn tiếng pháp viết bằng bút chì mà lúc thay đồ cho trí tôi lấy ở trong túi ra xem sơ đó là bài văn la Bruter de Lammer. Và tuyệt nhiên, không có lấy một xu một hào nào trong túi trí từ khi vào cho đến chết. Tôi lên đưa mẹ nhất bài văn tiếng Pháp của trí viết bằng bút chì mà lúc tôi nói là trước đó trí lui tới ở hành lang suy nghĩ. Xem xong mẹ nhất nói, giỏi quá, uổng quá, một người tài năng xê ạ. À? Nhưng mẹ xin phép trí đổi Nenifex là hoa súng thay cho chữ lotus là hoa sen vì cuộc đời tu sĩ của chúng tôi ở đây chính là những hoa súng lên xuống theo con nước và bập bềnh trôi nổi như mọi vật ở trong hồ chứ không dám tự hào như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Trên đường trở về nhà Thương Nam, vừa đi tôi vừa suy nghĩ về trí, về sự khiêm nhường của trí là từ ngày về cho đến lúc chết. Chí chưa hề nói một câu tiếng Pháp với bất cứ mẹ nào và lúc nào tôi cũng là người thông ngôn cả. Biết Chí làm thơ, viết văn thì tôi lại càng ái náy hơn nhưng sự thật tôi vẫn chưa hề biết Chí là nhà thơ có tiếng tăm ngoài đời. 14 giờ ngày 11 tháng 11 năm 1940 một anh lao công kéo chiếc xe hai bánh xe kéo vào thời đó chở chiếc hòm ván cây gòn rừng xuống nhà thương rồi anh em đọc kinh liệm xác bỏ vôi và hoa rồi khiêng đến nhà thờ đúng mười bốn giờ ba mươi chiếc quan tài phủ lên một tấm màn đen rộng cha cận đã làm phép xác anh chị em giáo dân đồng hát bài libera hòa lẫn tiếng chuông nhà thờ ngân vang vượt thoát ra ngoài lãnh địa quy hòa sau khi rảy nước thánh và sông hương hai anh em bệnh nhân khiêng quan tài ra để lên xe kéo Đi trước hết là ông Diệp cầm thánh giá và hai em nhỏ là Diệp Nam và Phan Kiến cầm đèn đi hai bên. Tôi thì như một người gia quyến nên đi sau quan tài. Khi đám đưa xác qua nhà thương nữ thì có một nữ bệnh nhân ra tháp tùng, tất cả vòn vẹn sáu người. Quãng đường từ nhà thờ ra đến Nghĩa Trang chỉ có 200 mét nên đi cũng rất nhanh. Khi ra đến nơi chôn cất gần bụi chuối, tôi thấy huyệt đầy nước vì ở gần bên khe suối và vào lại tháng 11 dương lịch ở đây là mưa dầm. Chúng tôi cùng phụ lấy gáo dừa tát nước. Nhưng vẫn không hết nước nên cuối cùng tôi quyết định bỏ hòm xuống và tôi đứng lên ở giữa hòm rồi anh em cùng lấp đất. Quan tài khi chôn tôi để đầu quay về núi, chân chỉ ra biển. Sau khi mọi người đã ra về hết, tôi cẩn thận bê một hòn đá bằng cỡ trái bóng đá nặng độ 5 đến 7 kg chôn dưới chân mộ anh trí tôi ở lại bên mộ trí với lời cầu kinh hòa với tiếng dương liễu reo vi vút tiếng sóng biển ì ầm và gió núi lồng lộng cho đến khi hoàng hôn rủ bóng trên núi đức mẹ thì tôi mới lững thững trở về nhà riêng trong nỗi buồn mang mác vời vợi qua ngày hôm sau tôi lấy hai thanh cây rừng lớn đóng thành một thánh giá và lấy mực ghi tên Phong Soa Nguyễn Trọng Trí. Số hiệu bệnh 1134 đem ra mộ anh Trí chôn sâu hơn 5 tấc ở đầu mộ cho chắc chắn. Sau khi Trí chết chôn đã 3 ngày thì anh Hành, người nhà từ Quy Nhơn theo thường lệ, hàng tuần đem thịt heo nạc kho tiêu vào cho Trí mới được tôi báo tin Trí đã qua đời lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày 11 tháng 11 năm 1940 tại phòng liệt vì bệnh kiết lỵ quá nặng. Qua ngày hôm sau, mẹ và chị lễ của Chí tức tốc vào quy hòa. Sau khi lên chào các mẹ, tôi hướng dẫn gia đình Trí ra thăm mộ. Nơi đây, tôi không thể cầm được giọt lệ. Vì một người mẹ khóc đứa con yêu, một người chị khóc đứa em thương trong một buổi chiều mùa đông xe lạnh ở Nghĩa Trang vì gió núi, gió biển thổi xào sạc trên hàng dương liễu ở một nơi thật cô tịnh mẹ chí khóc rất nhiều rồi ôm tôi nói lời cuối cùng đầy uất nghẹn xê ơi bà đã già trước tuổi vì đời của bà đã chịu mấy lần tang tóc đã rơi không biết bao nhiêu là nước mắt chồng bà là ông nguyễn văn toán chết con trai cả là nguyễn bá nhân chết rồi đến con trai yêu là nguyễn trọng trí chết tôi xin ghi bốn câu thơ của nguyễn bính ở đây để mô tả người mẹ già của trí khi ấy người mẹ già kia tuổi đã nhiều đã từng đau khổ biết bao nhiêu mà nay lại khóc thêm lần nữa nước mắt còn đâu buổi xế chiều giờ đây ôn lại ngày mẹ và chị lễ thăm mộ trí làm tôi chợt nhớ đến câu thơ hàn mạc tử một mai kia ở bên khe nước ngọt với sao xương anh nằm chết như trăng Không tìm thấy nàng tiên mô đến khóc Đến hôn anh và rửa vết thương tâm Tôi đã chứng kiến Có một mẹ tiên và một chị tiên Đến khóc nức nở bên mộ trí Chứ tôi có thấy một nàng tiên nào Tới nhỏ giọt lệ Chỉ một giọt thôi Trên mộ trí từ ngày trí chết Và chôn ở đây Thế mới rõ tình nào hơn tình mẫu tử vì ở trên trần gian này Ít có người mẹ nào lại không thương con mình Nhà đại thi văn hào Maxim Gorky Đã có thơ như sau Thế gian đẹp nhất vầng hồng Mẹ hiền sinh những anh hùng thi nhân Sau khi trí chết Theo di ngôn tôi ra quy nhơn Gửi thư báo tin cho Trần Thanh Mại Chơ xoa Huế Quách Tấn Resident Nha Trang Cùng gửi tập thơ trí tặng tôi thơ cầu nguyện cho dựng rể tôi là nhà văn Bùi Tuân. Một ngày cuối hạ 1941, Bùi Tuân đã vào thăm tôi và mộ trí. Đứng trước mộ trí, Bùi Tuân nói, sống là một cuộc du hành và chết là trở về quê thật. Tôi đi viếng mộ trí rồi một ngày kia tôi cũng sẽ chết. Và cũng vào một ngày cuối hè năm 1941, tôi đang ở nhà riêng, thì có người xuống gọi bảo tôi lên hướng dẫn cho thân nhân anh Trí ra thăm mộ. Tôi vội vã lên nhà dòng gặp một đôi thanh niên nam nữ rồi hướng dẫn họ đi ra Nghĩa Trang. Có điều tôi lấy làm lạ là người thanh niên thì im lặng cúi đầu đếm bước, người thanh nữ kia thì đã khóc từ lúc nào nên không thể tò mò muốn biết cô là gì của anh Trí. Đến mộ anh Trí rồi, tôi quay về ngay vì bận nhiều công việc Tuy có cây thánh giá mộ anh trí đã rớt ngã bên đường Bây giờ nhờ Phạm Tuân Tuyền trực tiếp gặp bà Mai Đình Tôi mới biết người thanh nữ khóc nức nở lúc đó là bà Mai Đình Và người thanh niên là bạn trai làm ở ngành đường sắt Quy Nhơn Hộ vệ bà vào Quy Hòa Đầu mùa thu năm 1941 Tôi đang làm việc thì mẹ Nhi Mère Maria Vernon Phó giám đốc bệnh viện cho gọi tôi lên gấp nhà dòng thì mẹ chỉ người ngồi trong phòng khách là một thanh niên tuấn tú ăn vận âu phục trắng trông rất lịch sự đây là ông trần thanh mại ở huế vào gặp con tôi gật đầu chào thì ông mại lịch sự đứng dậy bắt tay tôi nói rất hân hạnh và vui mừng gặp được anh nguyễn văn xê và tôi qua cái xiết tay của ông mại cũng đáp lễ dạ tôi cũng rất hân hạnh được gặp ông sau khi chào mẹ nhi chúng tôi đi song song ra mộ trí và trên đường đi ông mại hỏi tôi rất nhiều về trí từ lúc mới vào cho đến khi yên nghỉ ngàn thu ông nói chính mẹ vernon mẹ chớt ta đã nói về tôi và trí ngoài ra lưu ý ông mại rằng chỉ còn tôi biết rõ nhất về sinh hoạt của trí hiện tôi là người đang giữ tập thơ di cảo của trí tôi thủy chung như nhất kể rành rọt khúc chiết về những ngày trí ở quy hòa cho ông mại nghe vì tôi nghĩ chính trí Chí đã căn dặn ở di ngôn là phải báo ngay cho Trần Thanh Mại và Quách Tấn là trí đã chết ngày tháng nào. Sau khi nghe tôi kể vanh vách thì ông Mại đứng trầm tư mặc niệm trước mộ trí. Qua những phút suy tưởng ông Mại hỏi Anh C, tập thơ cầu nguyện là của anh nhưng vì sự nghiệp thi ca của trí ngày mai nên tôi xin anh cho tôi mượn một thời gian ngắn để làm một tài liệu nghiên cứu Tôi sốt sắng trả lời ông Mại ngay Thưa ông, tôi rất sẵn lòng đưa ngay cho ông mượn Nhưng rất tiếc là tôi đã trao cho dượng rể tôi Là nhà văn Bùi Tuân hồi cuối hè vừa rồi Nghe tôi nói ông Mại gật đầu Nhưng nét mặt biểu hiện nhiều suy nghĩ Nên lại hỏi tôi tiếp Còn tập thơ đời của Trí Thì đề tặng ai? Như lúc nãy anh có nói với tôi Tôi trả lời ngay Đó là anh Phạm Văn Trung cũng là một bệnh nhân ở đây và có mở một quán hàng tạp hóa nhỏ. Ông Mại nhíu mày hỏi tôi như ngạc nhiên. Anh C có hiểu nguyên nhân nào Chí đã tặng anh Trung tập thơ đời không? Tôi đã rõ là ông Mại hiểu lầm nên tôi giải thích. Sở dĩ tập thơ đời tặng anh Trung vì Chí hỏi tôi yêu đời hay yêu đạo thì tôi trả lời là yêu đạo nên Chí mới ghi tặng tôi tập thơ cầu nguyện. Và dĩ nhiên tập thơ đời thì Chí phải để tặng anh Trung. Nhưng ông Mại vẫn còn thắc mắc. Ông chủ quán tên Trung có liên quan gì đến Chí mà sao tôi không nghe các mẹ khi nãy nói đến? Tôi phải thêm một lần nữa giải thích. Anh Trung có mở quán bán tạp hóa nên từ ngày Chí vào cho đến chết, anh luôn luôn chăm sóc bằng cách cung cấp cho nước trà sớm trưa chiều tối và thỉnh thoảng đôi ba ngày gửi ít bánh kẹo cho Chí ăn chơi. Lúc này ông Mại gật gật đầu. À à Ân đền oán trả mà Tôi hiểu Tôi hiểu lòng trí lắm Ở Nghĩa Trang về nhà Tôi đưa ông Mại đến quán anh Trung Sau khi nghe lời giới thiệu đôi bên của tôi Và lời yêu cầu của ông Mại Anh Trung mới lăng xăng Mở ngăn bàn học tủ Kiếm để cuối cùng Sau 5 phút anh Trung đưa ra Một tập giấy plia trắng mỏng Đã bị xé rách hơn phân nửa Anh Trung nhìn đôi tay ông Mại Nâng niu lật từng trang mà lắp bắp như người có lỗi. Thưa thầy, tôi không ngờ nó quý để mà giữ cẩn thận. Nên tôi dùng bừa bãi quá xin thầy tha lỗi cho. Ông Mại cầm tập thơ xem tới xem lui rồi nói. Các trang bị xé rách anh còn giữ hay không? Anh Trung trả lời nhỏ như người bệnh. Dạ không dám giấu gì thầy. Tôi thấy giấy tốt quá nên tôi vấn thuốc và dùng gói tiêu tỏi bán hàng. Nói dứt lời anh chạy đến rổ tiêu tỏi và mau tay bóc ra hết rồi gom lại từng góc tư từng phân nửa tờ polia có những chữ đánh máy chưa bỏ dấu đưa cho ông mại ông mại cầm những tờ giấy mà không nén được tiếng thở dài và hỏi tiếp anh trung anh có nhớ những tờ giấy như thế này còn ở đâu nữa không anh hãy ráng tìm dùng cho trí đi anh trung lại loay hoay như gà mắc đẻ lục lọi kiếm tìm một lần nữa ở quán anh và rồi với hai bàn tay đã cong anh vung lên để phân bua thưa thầy tôi nói thật thì có điều gì không phải xin thầy tha lỗi cho thấy anh trung như thế nên ông mại cười nói anh cứ nói sự thật anh trung nghe nói như vậy nên hớn hở ra mặt thú thật với thầy là nhật trình mắc quá nên tôi cũng thỉnh thoảng làm giấy đi tiêu nghe xong lời anh trung tôi thấy ông mại đổi sắc nhưng giọng nói vẫn ôn tồn Thường thì mấy anh đi tiêu ở mô. Tôi và anh Trung cùng chỉ tay về mấy hàng dương xa xa và nói, dạ ở trên lũy ngoài đó đó. Trần Thanh Mại hướng về chúng tôi, chỉ và thở dài lắc đầu chịu thua khi ông nghĩ những tờ giấy bluia mỏng đã bị rách rời khỏi tập thơ thì chắc chắn đã bị những cơn mưa mùa đông mùa xuân của miền trung xóa nhòa nát vụn vảnh hay bị gió núi gió biển thổi tung bay muôn hướng sau khi biết không hy vọng kiếm tìm gì hơn nữa, ông Mại đi lên chào các mẹ và đi một vòng ngắm nhìn Quy Hòa trong buổi hoàng hôn rồi trở về Quy Nhơn. Sau cuộc cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mừng quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 1945 thì ở bệnh viện Quy Hòa xảy ra nhiều lộn xộn nên tôi xin xuất viện. Ngày 17 tháng 10 năm 1945, tôi ra ga xe lửa Quy Nhơn chen lấn mua vé đi sài gòn sau khi mua vé xong tôi đi lên toa hành khách thì thấy người hàng chật như nêm đứng nhìn giáo giác một hồi tôi bắt đầu lách từng người và đến bên một ông khách ăn mặc âu phục rất chỉnh tề lịch sự nhưng có để kế bên một chiếc cặp da lớn tôi lễ phép nói thưa ông nếu có thể được thì xin cho tôi ngồi ở nơi chiếc cặp da này ông khách quan sát tôi nhưng không nói chỉ lặng lặng cầm chiếc cặp da lên cho tôi ngồi xuống đó. Khi xe lửa bắt đầu chuyển bánh, ông khách mở cặp da lấy ra một cuốn sách và xoay lưng ngang lại đọc nên tôi được dịp coi ké. Những dòng chữ đầu dán vào mắt, tôi run lên vì quá rõ ràng. Thơ cầu nguyện, đề tặng anh C, François Chí, từ Quy Nhơn vào Sài Gòn, trừ lúc ăn và ngủ tiêu tiểu, còn thì giờ khác tôi đều tranh thủ coi cọp và lúc ông khách không xem thì tôi mượn coi nên khi đến ga mương mán của Phan Thiết thì tôi đã xem hết cuốn Thân Thế và Thi Văn Hàn Mạc Tử của Trần Thanh Mại. Nhờ may mắn xem cuốn sách này tôi mới biết anh Trí là nhà thơ Hàn Mạc Tử đã có danh tiếng lúc chưa mắc bệnh và ông Mại là một nhà văn phê bình và viết truyện ký danh tiếng. Nhưng ngay khi ấy Tôi thấy có nhiều chỗ ông Mại viết về Quy Hòa còn sót, nhất là diễn tả chưa đúng sự thật, những ngày trí ở Quy Hòa cũng như ngày ông vào gặp tôi và thăm mộ trí. Tôi định bụng sẽ viết thư cho ông Mại để bổ túc, nhưng chiến tranh Việt Pháp bùng nổ lớn, đến 9 năm sau thì hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954 tạm chia cắt hai miền Nam Bắc và ông Mại đã theo tiếng gọi tổ quốc đi tập kết ra Bắc và sau đại thắng mùa xuân năm 1945 với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử hoàn toàn giải phóng miền Nam thì tôi mới hay ông Mại đã chết năm 1965. Tháng 6 năm 1957, tôi từ Campuchia về rạch Giá, Kiên Giang thì bỗng một hôm nhận được thư của Hồ Hiếu Niệm, tức kịch tác gia Thuận Sinh, tác giả vở kịch xã hội Tàn cơn ác mộng ở bệnh viện chợ quán yêu cầu tôi cho biết mộ Hàn Mạc Tử ở Quy Hòa để cho gia đình thân quyến cải táng. Trả lời thư cho niệm, tôi kèm thêm một bản sơ đồ và chỉ rõ dấu vết tôi chôn bằng hòn đá dưới chân thánh giá để đi tìm. Tuy thư tôi chỉ dẫn mạch lạc rõ ràng, vẽ chính xác nhất, nhưng tôi tự nhiên không tin có thể cải táng đúng vì 17 năm trường biết bao thay đổi ở nghĩa trang Quy Hòa tháng 8 năm 1960, tôi nằm ở trại 10 bệnh viện chợ quán thì dựng rể tôi là ông Bùi Tuân vào thăm và đưa cho tôi xem các bài báo Tràng An có nói về Trần Thanh Mại và Quách Tuấn đôi co nhau về bản quyền xuất bản thơ Hàn Mạc Tử. Trong báo đó, nhà phê bình Hoài Thanh đã viết ở Tràng An tập 1 số 23 ngày 4 tháng 6 năm 1942 Hàn Mạc Tử chết chưa được bao lâu Vụ kiện này xảy ra Khách bàng quan Sao khỏi nghĩ hai ông Quách Trần Đương dành nhau miếng ăn chung quanh một cái xác chết Mà sự thật có như thế đâu Và cũng báo Tràng An Ngày 21 24 tháng 6 năm 1942 Thì ông Quách Tấn Tự nhận là đã ký giao kèo Với gia đình Hàn Mạc Tử Để giữ độc quyền xuất bản thơ Của Hàn Mạc Tử vì vậy nên ông kiện Trần Thanh Mại trích thơ của Hàn Mặc Tử không có phép của ông. Ông Trần Thanh Mại thì bảo là trích thơ Hàn Mặc Tử là thực hiện lời di trúc của nhà thơ và để theo ý muốn của gia đình Hàn Mặc Tử mà đại diện là ông Bá Hiếu. Em của Hàn Mặc Tử là một người thừa kế của nhà thơ. Ông Mạc còn trưng bằng chứng là có sự ưng thuận của chính Quách Tấn vì trong thư gửi ông Mại, ông Tấn đã viết Nhân anh chế lan viên sắp ra Huế Tôi gửi những bài thơ của Hàn Mạc Tử cho anh mượn Vụ án Hàn Mạc Tử Lằng nhằng không đi đến đâu Nhưng dư luận thì có ý bênh vực Trần Thanh Mại Vì cho việc tranh luận kiện tụng của cách Tấn là quá đáng Nhưng theo lời ông Bùi Tuân nói với tôi Thì vụ án có đưa ra tòa ở Huế Nhưng nhà văn Nguyễn Tiến Lãng Ngồi ghế tránh án đã xử huề đôi bên Vì sự việc như vậy nên ông Bùi Tuân đã nói với tôi cháu nên viết lại quãng đời Hàn Mặc Tử ở Quy Hòa để cho duy luận quần chúng hiểu thêm về sự đau khổ và bệnh tật cái chết của Hàn Mặc Tử cũng như để mọi người sẽ phán xét hai ông Quách Trần đúng sai năm 1964 ở bệnh viện Bến Sắn tôi gặp lại Diệp Nam là một trong hai em nhỏ cầm đèn lúc đưa đám Hàn Mặc Tử ở Quy Hòa năm 1940 Em cho tôi biết là từ năm 45 đến năm 46 ở Quy Hòa đã cải táng tập thể 4 lần vì mỗi năm nước chiều của con suối vào mùa mưa đã dâng ngập nghĩa trang làm sói mòn mồ mả và mang đất cát đi. Vậy thì chúng ta có thể cả quyết từ năm 1945, năm tôi rời Quy Hòa, đến năm 1959, năm gia đình Hàn Mạc Tử vào Quy Hòa cải táng ra gành ráng. Ít nhất ở Quy Hòa, đã cải táng tập thể hai lần. Và đối với người bệnh ấy, khi còn sống, người ta còn hất hủi, không ngó ngàng tới, thì huống hồ gì là ngôi mả sơ sài, hòm bằng ván gòn rừng, mỏng một phân, lại nằm sát con đường của Nghĩa Trang, cách con suối chỉ một thước Tây, nay Nghĩa Trang rộng ra nên con suối đã nằm trong. Thường bị nước chiều, con suối, cộng nước mưa dâng ngập hàng năm, ngập gần như cả Quy Hòa nếu là mưa bão lũ lớn. Còn lũ cá thì theo con nước nào không biết kéo đến tha hồ lội tung tăng quanh các mộ phần, chui vào gốc dương liễu hoặc các ngôi mà sụp mà xanh con đẻ cháu. Mà những mộ bia hoặc thánh giá bằng thanh củi gỗ như của Hàn Mạc Tử, không tên tuổi hay bị năm tháng cát bụi gió mưa xóa nhòa, thì khi cải táng người ta nào biết mộ nào là của ai và đau đớn thay có mấy ai nghĩ đến việc sắp xếp thứ tự ngăn nắp quy củ những ngôi mộ của bao kẻ mắc bệnh phong đau khổ tủi nhục nhất trần gian này. Năm 1970, nằm ở nhà thương Bến Sắn, tôi có đọc tạp chí phổ thông của Nguyễn Vĩ, có bài nghi vấn về ngôi mộ Hàn Mạc Tử ở Gành Ráng, không có hài cốt của nhà thơ do độc giả ở Quy Nhơn hay Đà Nẵng tôi không nhớ rõ, viết nên thắc mắc với báo. Bài viết này đã có đăng ở tạp chí Văn Sài Gòn số 179 ngày 1 tháng 6 năm 1971 và chính tác giả đã đi gặp cha cận linh mục đã làm phép giải tội và phép xác cho Hàn Mạc Tử. Và chính cha cận đã đồng ý ý kiến trên vì cha cho biết quy hòa cải táng nhiều lần nên mồ mả bị thất lạc hết. Linh mục Nicolas cận sau này về ở giáo sứ Hộ Diêm thuộc Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. Năm 1971, tôi được các bạn trẻ ban chủ trương thi văn đoàn nguồn thương động viên viết về Hàn Mạc Tử ở Quy Hòa. Ban chủ trương nguồn thương gồm thi sĩ đơn phương, người được nhà văn Sơn Nam giới thiệu thơ Thương Quê trên Nhật Báo Tia Sáng và được ban thi văn Mây Tần của nhà thơ soạn giả Kiên Giang Hà Huy Hà cho diễn ngâm nhiều lần trên đài phát thanh Sài Gòn. Nhạc sĩ Hải Vân Nhi có nhạc phẩm ghi băng thời đó là Khung trời tưởng nhớ với giọng hát của ca sĩ Thanh Thúy nói về cuộc sống đau thương hay mộng tưởng nhớ nhung thời chưa bị bệnh phong và Huyền Diệp Tử có hai kịch bản Ngỡ ngàng và Lỡ làng diễn trên đài phát thanh và đài truyền hình Sài Gòn năm 1973 và 1975 với ban thoại kịch Tân Dân Nam. Lúc ấy tôi đã cố gắng khắc phục bệnh tật để viết và đã được đăng tải ở Đặc San Nguồn Thương trong những năm 1971-1972. Nhưng tôi vẫn chưa viết hết thì Đặc San của các bạn trẻ nói trên đã vì nhiều lẽ mà tự đình bản. Năm 1974, Huyền Diệp Tử trong ban trị sự Đặc San Nguồn Thương đi bệnh viện núi Sạn Trước đó có ghé thăm nhà thơ Lão Thành Quách Tấn ở địa chỉ số 12 đường Bến Chợ, Nha Trang. Trong dịp này, nhà thơ tỏ ý hoan nghênh nếu tôi viết lại những ngày cuối cùng của Hàn Mạc Tử ở Quy Hòa, đồng thời kính biếu tôi tập thơ Đọng Bóng Chiều và tập biên khảo Sứ Trầm Hương cùng lời nhắn với tôi là hãy tin tưởng chắc chắn người nằm cải táng ở gành ráng là Nguyễn Trọng Trí, Hàn Mạc Tử vì chính ông là người cùng gia đình Hàn Mạc Tử vào quy hòa cải táng theo như thư và sơ đồ của tôi ở Kiên Giang gửi về. Năm 1976, Huyền Diệp Tử lại có dịp đi Huế nên đã ghé thăm Hồ Hiếu Niệm, tức là Thuận Sinh Và khi về cho tôi biết là Niệm cũng không tin người nằm dưới mộ bia cải táng Hàn Mạc Tử chính là bệnh nhân Phong Nguyễn Trọng Trí vì nhiều lẽ tôi có đề cập ở trên. Theo tôi nói về phần hồn, phần tinh thần thì gia đình nhà thơ cùng người bạn thân Quách Tấn đã đem Hàn Mạc Tử từ quy hòa ra gành ráng đúng 100% vì tôi cũng nghĩ có mấy ai trên đời này giữ trọn vẹn mãi mãi phần xác của mình của người thân mình đâu. Và ở đây tôi xin có vài ngụ ý về vụ án Hàn Mạc Tử giữa hai ông Quách Trần. Thú thật cho đến nay Tôi không rõ ai là người trong hai ông được Hàn Mạc Tử và gia đình chấp thuận giữ tác quyền xuất bản, vì từ lúc ông Mại đến Quy Hòa gặp tôi vào mùa thu năm 1941, đến trước khi ông tập kết ra Bắc thì ông chưa hề gặp tôi lại lần nào. Còn ông Tấn thì trước giờ tôi chưa hề hân hạnh diện kiến hay trao đổi thư từ gián tiếp, mà tôi chỉ được ông gửi tặng thơ văn qua tay Huyền Diệp Tử với lời nhắn tôi có kể ở trên. Tôi xin đề cập lại, lúc sắp chết, Chí có tặng tôi tập thơ và chỉ đặc biệt nhờ tôi gửi thư báo tin đến hai người là Trần Thanh Mại và Quách Tấn mà thôi. Vậy thì tôi xem như Hàn Mạc Tử đã di chúc qua lời nhắn với tôi để tôi làm thành văn bản là lá thư gửi tác quyền xuất bản cho cả hai ông Quách, Trần một khi Chí đã chết. Đã gọi là nghiên cứu biên khảo về Hàn Mạc Tử thì ở đây tôi cũng bắt chước ông trần thanh mại khám phá và cô động lại rằng hàn mạc tử sinh ở biển yêu ở biển chết chôn ở biển và nay chúng ta đã biết là nhà thơ nằm ở biển còn tôi thì khám phá ra nơi sống và yêu của nhà thơ là lầu ông hoàng ở phan thiết ngôi mộ cải táng hiện nay của anh cũng gần lầu ông hoàng nơi an dưỡng của hoàng đế triều nguyễn cuối cùng là bảo đại nguyễn phúc vĩnh thụy còn người bạn trẻ Huyền Diệp Tử thì nói với tôi rằng, đời Hàn Mạc Tử là chữ bình, vì sinh ở Quảng Bình, tuổi niên thiếu ở Bình Định, làm báo ở Tân Bình, Sài Gòn khi xưa là phủ Tân Bình, yêu đương ở Bình Thuận và chết ở Bình Định. Và cuộc đời Hàn Mạc Tử thì quá đau khổ cả phần hồn lẫn xác, nên tạo hóa đã an bài chọn tên thánh là François tức là Francisco để rồi ngày cuối cùng, ông đã gửi xác thân tàn tạ đau thương nơi phần đất của dòng họ François Dasis, tức là Francisco khó khăn. Mường tượng lại sự sinh hoạt của Chí trong những ngày sống ở Quy Hòa, tôi thú nhận chưa bao giờ nghe Chí nhắc đến một nàng con gái nào, chứ đừng nói là kêu gào, than khóc, nhớ thương, mộng tưởng như trong thơ Hàn Mạc Tử. Nghệ hỡi nghệ, muôn năm sầu thảm, Nhớ thương còn một nắm xương thôi Thân tàn ma dại đi rồi Rầu rầu nước mắt bời bời ruột gan Chích trong muôn năm sầu thảm, đau thương Họ đi xa rồi khôn níu lại Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa Người đi một nửa hồn tôi mất Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ Chích trong những giọt lệ tập đau thương. Chưa gặp nhau mà đã biệt ly, hồn anh theo dõi bóng em đi, hồn anh sẽ nhập trong luồng gió, lưu luyến bên em chẳng nói gì. Trích trong bài Lưu luyến tập đau thương Lòng ta sầu thảm hơn mùa lạnh, hơn hết u buồn của nước mây, của những tình duyên thương lỡ dở, của lời rên xiết gió heo mây Trích trong bài Sầu vạn cổ tập đau thương Và tôi cũng chưa hề thấy trí khóc lần nào Dù chỉ là một giọt lệ âm thầm Mà nếu có chăng thì đó là tiếng khóc thời ở ngoài đời Hoặc họa chăng chỉ là sự giấu giếm nơi lòng trí mà thôi Hãy mường tượng một người thơ đang sống Trong im lìm lẻ loi trong dãy động cũng hình như em hỡi động huyền không mà đêm nghe tiếng khóc ở đáy lòng ở trong phổi trong tim trong hồn nữa trích trong bài trường tương tư tập đau thương chiều nay chẳng có mưa dầm mà sao nước mắt lại đầm đìa tuôn trích trong bài nỗi buồn về duyên tập đau thương ở ờ, địch ơi lệ có nguồn Hãy chia bớt nửa nỗi buồn sang tôi Trích trong bài Này đây lời ngọc song song Tập Xuân Như Ý Nói đến cái chết Thì thấy trí rất tỉnh táo Không lo sợ mà rất sốt sắng dọn mình Không như những lời thơ ảm đạm thê lương Luôn bị tử thần ám ảnh Hù dọa ngày vĩnh biệt Nên lòng luôn luyến tiếc trần thế Mà trí làm lúc chưa vào quy hòa nhưng khốn nỗi xác ta đành câm nín hồn đi rồi không nhập xác thê lương tích trong bài hồn lìa khỏi xác tập đau thương máu đã khô rồi thơ cũng khô tình ta chết yểu tự bao giờ từ nay trong gió trong mây gió lời thầm thương rền khắp nẻo mơ ta còn chiều mến biết bao người vẻ đẹp xa hoa của một thời Đầy lệ, đầy thương, đầy tuyệt vọng. Ôi giờ hấp hối sắp chia phôi, ta chút linh hồn giữa lúc đây, gió sầu vô hạn núi trong cây, còn em sao chẳng hay gì cả, xin để tang anh đến vạn ngày. Trích trong bài Chút linh hồn, tập Đau thương. Và trong những ngày ở Quy Hòa, tôi cũng không bao giờ hình dung được một tấm thân nhỏ thó, gầy còm là một bợm nhậu hay ít nữa cũng là một người biết uống rượu. Thế mà đến giờ đây đọc thơ Hàn Mạc Tử, chúng ta thấy nhan nhản những từ say và say. Nếu thật là trí có uống rượu thì cái chết của trí có sự tham gia tiếp tay rất nhiều của chất men cay tàn phá ngũ tạng lục phủ. Đến sinh bệnh kiết lỵ chỉ mà chết. Đêm nay lại giống đêm nào, Nhấp xong chung rượu buồn vào tận gan Say thôi lại muốn nàng nâng đỡ Nhưng nàng xa từ thủa vu quy Nhớ thôi lòng những sầu bi Lệ rơi vào rượu hàng mi lờ đờ Ta là khách bơ vơ phàm tục Nhớ cầm trăng cung bậc tiêu dao Không ai trang điểm má đào Cho ta say chết đêm nào đêm nay Thích trong bài Say chết đêm nay Tập Xuân như ý Hãy uống đi chén rượu ngấm đầy hơi Chan chứa vị nồng say đêm hợp cần Trích trong bài Đàn Ngọc Tập Đau Thương Hớp rượu mạnh Máu càng hăng sức mạnh Ôi điên rồ khoái lạc đến ngất ngư Trích trong bài Siêu Thoát Tập Đau Thương Nhạc đường say và rượu vẫn còn thơm trong bài Nguồn Thơm, tập Xuân Như Ý. Môi chưa nhấp cạn mạch sầu đã tuôn. Trong bài Này đây lời ngọc song song, tập Xuân Như Ý. Sừng lòng chưa say chấp cả thanh bai. Trong bài Đừng cho lòng bay xa, tập Xuân Như Ý. Không nói ra vì sợ bớt say xưa. Trong bài Ra đời xuân như ý bằng tiếng kêu gào say chánh choáng bài sầu vạn cổ trong tập đau thương say máu ngà say nữa tới chừng mô bài ngoài vũ trụ trong tập đau thương ôi ta đã mửa ra từng búng huyết khi say xưa với lượn sóng truyền miên trong bài biển hồn ta tập đau thương cả trời say nhuộm một màu trắng trong bài đà lạt trăng mờ tập đau thương gió say lướt mướt trong màu sáng trong bài huyền ảo tập đau thương trăng choáng váng với hoa tàn cùng ngã trích trong bài hãy nhập hồn em tập đau thương còn nói đến cử chỉ hành động bộc lộ ra ngoài mà tôi và mọi người thấy rõ ràng nhất là trong những ngày giờ biết mình sắp chết trí rất sốt sắng lo về phần hồn của tôn giáo nên trí rất thường đi nhà thờ cầu nguyện đức mẹ maria đầy ân phước và rất ao ước đi kiệu đức mẹ la vang ở quảng trị maria linh hồn tôi ớn lạnh run như run thần tử thấy long nhan run như run hơi thở chạm tơ vàng nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn chiều mến. Lại bà là đấng tinh tuyền thánh vẹn, giàu nhân đức, giàu muôn học từ bi. Cho tôi dâng lời cảm tạ phò nguy, con lâm lụy vừa trải qua dưới thế, tôi cảm động rưng rưng hai hàng lệ. Thích trong bài Ave Maria, tập Xuân Như Ý Và tôi nhớ lại, cái huyệt đầy nước và con suối sát nghĩa trang quy hòa tôi thấy rõ trí đã nói tiên tri là mình sẽ chết chôn bên dòng suối thưa tôi không dám say mê một mai tôi chết bên khe ngọc tuyền trong bài một miệng trăng tập đau thương một mai kia ở bên khe nước ngọc với sao sương anh nằm chết như trăng không tìm thấy nàng tiên mô đến khóc đến hôn anh và rửa vết thương tâm kịch thơ duyên kỳ ngộ. Với suy nghĩ của riêng chúng tôi, nhà thơ Hàn Mặc Tử là một người luôn luôn bị hành hạ vì đang lứa tuổi thanh xuân lại vướng mang bệnh phong nên tinh thần bị dao động nhiều về tình yêu, bè bạn, gia quyến cộng với thể xác bị vi trùng đục khoét, tấn công nên trong thơ ta thường thấy sự tuyệt vọng, khi điên, lúc dại, khóc cười lẫn lộn với máu và nước mắt, đau thương xen lẫn với sự hy vọng ước ao thanh cao ở phần hồn theo tín ngưỡng tôn giáo. Còn bệnh nhân Phong Nguyễn Trọng Trí là một người không nhắc đến dĩ vãng tâm tiếng, quá khứ đau thương mà chỉ biết đọc kinh lần chuỗi cầu xin Thiên Chúa và đặc biệt là tôn sùng Đức Mẹ Maria. Thật chí xứng đáng là một con chiên sốt sắng, đức hạnh. Và đối với các vị nữ tu dòng phan sinh thừa, sai Đức Mẹ thì trí vô cùng tôn kính yêu mến còn tình cảm với anh em đồng bệnh thì trí lúc nào cũng rất khiêm tốn nhã nhặn nhưng không kém phần thân mật vui vẻ đúng là một người mà có hai hình ảnh trái ngược nhau phải không quý bạn yêu thơ và đời hàn mạc tử hồi ức nguyễn văn xê thực hiện biên khảo phạm xuân tuyển đã đăng tạp chí sông hương huế